Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè xin chào mọi người. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một giống cây ở cửa hàng. Thì hôm nay mình vừa nhập về 4 cây nguyệt quế rất là to nha mọi người. Thì nhập về từ công ty. Thì tại 4 cây nguyệt quế này nó đang khá là lớn và nó cao khoảng 3 mét đến 4 mét nha mọi người. Đấy, thì gốc thì nó tầm 35 đến 40 cm. Đó là cái đường kính gốc nha mọi người. Cây thì chung thì mình cũng không có gành gì kiện lắm, nhưng cũng đang tìm hiểu để nhập về để đáp ứng cho cái nhu cầu của mọi người về cây trồng cũng như là cây kiểng nha mọi người. Thì giờ mình quay sơ về cái cây cho mọi người xem nha, chứ mình cũng không có gành gì kiện lắm. Nguyệt quế thì nó cũng là thuộc dạng một dạng cây phong thủy và một dạng cây chơi kiểng nha mọi người. Nó giá trị cũng khá là cao nha, nó cây kiểng khá gọi là có giá trị. Ngoài ra nó cũng có được cái phong thủy nữa, cũng có nhiều người nói vậy, mình cũng chưa có tìm hiểu cặn kẽ. Hiện tại thì cũng công ty cũng đã gửi về cho mình 4 cây để phục vụ cho nhu cầu mà chơi kiểng của bà con. Ngoài cây giống ra thì công ty thấy với cây giống còn có kinh doanh cách kiểng, cây kiểng và một số loại cây công trình nha mọi người, chứ không phải là chỉ là cây giống cây ăn quả không nha mọi người. Đó, thì hiện tại mình cửa hàng mình đang có 4 cây. Thì mọi người có đang có nhu cầu mà về chơi kiểng thì giống nguyệt quế thì mình có thể đến thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè để tham để xem như là tìm hiểu hay là mua về để mình trưng bày mình chơi kiểng như thế nào đó. Thì địa chỉ của cửa hàng nằm ở quốc lộ 30 ấp 4 xã Tân Hưng huyện Cái Bè. Mọi người muốn biết thêm về giá như là giá các loại cây luôn nha mọi người, chứ không riêng gì nguyệt quế, thì có thể liên hệ số điện thoại là 0824 664499. Cảm ơn bà con.